Hai xe tất cả. Ok, mình sẽ đi giết thanh niên này này mày đi. À nó có Corey thế nào anh chị một. Ok, đi giết mấy anh niên đã xong này. Này ok. Ok, đợi cho nó hết khỉ đi, xong rồi mình chat thế giới nó mới hiện lên ngọc rồng. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ chat. Mình sẽ chuyển ra một khu nào đó. Đây, khu 12 đi. Ok, bây giờ mình sẽ chat một dòng tin nhắn. Bán ngọc rồng. Ok, đợi mình sẽ tắt việc cây đi. Ok. Đây, rồi. Bán ngọc rồng 1 sao 5x. Giá 10 triệu vàng. Có 1 tỷ vàng. Đó. Ai mua PM. Ôi. Đây mình sẽ cố ghi nhanh. Ok, mình đã nhắn xong một tin nhắn rồi. Bây giờ chỉ hóng thôi. Ok, cho thời gian chờ hóng mình xem có những cái gì hot ở đây nào. Có cửa hàng à? Đang xem có đồ gì hot không? Trang các kiểu này. À, thanh niên này, Easy Kick mé gì đây? Kick copy à? Thà, không tha được. Nhìn mình mua cái trang VIP này. Đó. Có cái cức ngọc ấy. Này là gì tha. Không tha. Không tha nha anh em nha. Thôi hầu sinh lần 3 quá tam ba bận. Thôi không. Thôi phải tha thôi. Ok. Đâu tin nhắn mình đâu. Tin nhắn đâu. Đâu rồi. Đây, nhắn thêm văn nữa là.
mình sẽ cố ghi nhanh. Ôi xời, mình sẽ tạm dừng video để mình nhắn nhá. Cái tin này nó lỗi. Ok, thì hiện tại mình đã nhắn xong một tin nhắn rồi. Rất là vất vả. Ok, bán. Mình sẽ đợi chứ. Ok, thì hiện tại mình đã ấy xong rồi. Nhưng mà tự nhiên thay đổi cái nhạc ấy, tự nhiên nó bị cắm nọ. Ok, anh em đợi mình thêm kẹo nữa nhé. Ok, thì mình hiện tại đã quay trở lại với anh em rồi. Vừa nãy nó bị lỗi SIDA vài thứ lên đâu. Thanh niên này vẫn còn tôi yêu cứu não này, what the hell. À, ra đây mà ăn anh à. Ôi dè. Mấy chú mua được ngọc rồng của anh là hơi khó đấy. Tại vì anh bét bán rồi. À, đi mà con này thích ấy không? Bù láo à? Anh mày cân một mình ở đây hết. Mấy thằng không đủ trình thì bữa thôi, mình nói hơi quá anh em thông cảm nhá. Yeah. Cờ hóa chôn này thì ra này chú tuổi ok, mình đã chuyển qua một khu khác là khu bây giờ ít người úp à, khu 14 đi, khu khá đông người gì đây. Thằng cờ hóa này thích lên khiên không? Anh cho chú một là chết, hai là không dùng khiên. Ok, chơi đi chú ơi, chú mày á. À, được đấy nhỉ, chạy đi, chạy đi. Máy cứ lang lang chứ, nhiều lúc lang lang. Ai à, bán ngọc rồng này ghi là bán ngọc rồng Namex 1S giá 1 tỷ đủ tuổi thì ra lấy nè. Đó, nhắn tin nó vẻ chất.
Đó, đấy, trong thời gian chờ đợi phải đi chép tin nhắn mấy thanh niên này. Vẫn còn tôi yêu bún, cái tôi yêu lão thì mình cũng cạn lời. Chú, được đấy. Click mình đây không có đồ nha. Gì đây? Náo xược à? Náo xược à em trai? Gì đây? Chết rồi, chết rồi, chết 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 nguy hiểm, nguy hiểm, chết rồi, xong rồi, đi mở đi, xong rồi, xong, chết 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 chết, thôi xong rồi, xong, à đây 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 đây, hay lắm, HP lên không, lên đi, thôi chết rồi, chết chết chết. Quả này xong rồi, DM phải giết chết rồi. What the hell? Chết rồi. Ý, tiểu đội số kìa. Ý, mình xin nhá, mình xin nhá. Mình xin tiểu đội số nhá. Ui, thôi thôi, ăn ăn số 4 đi. Trong thời gian này mình phải ăn. Ăn đủ, gì đây? Tiểu đội số xuất hiện này. Sao mình đánh chừng một nhỉ? Cầm một dòng như đánh chừng một ạ. Xin ngọc thôi. Gắn lỗ à, tí ơi, có gì lỗ. Đứng, đừng 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 đừng, tha thay em. Đánh chết mình đi, ok. Đánh chết đi, mình đánh tiểu đội số. Ok, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đánh đi, ok, hay lắm. Mình sẽ đánh tiểu đội số tại vì hên quá. Ok, trong thời gian ok lên. Hay lắm, tự nhiên có tiểu đội số này. Số mấy đây? Số mấy? Rồi. À đây 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 đây, ui xin xin nha, đây đây xin, ha mình xin nhá, để mở thằng cầu á. Đâu rồi? Xin nha. Ok. Bây giờ đến hành trình tiếp tục phá làng phá xóm. Thì đây. Cửa khóa này. Ô mình xin được ba cải trang nhé anh em ơi. Hên quá. Thằng này không thoát nổi rồi. Để xem ba cải trang có những cái gì nào. Sức đánh 10%, giáp 9% này. Sức đánh 12%, giáp 9%, cải trang khá ngon. Ui, cải trang ngon nhất này. Ok. Đi mà thằng cầu á. Xin nhá. Ok. Xin. Xin nhá mấy em. Mấy em trai. Tuổi gì đòi ăn anh? Mấy em không đủ tuổi nhá. Đang clip chôn tự nhiên lại thành clip gì đây? Choáng đi. Okay. Đi đây. Đi đây. Đi đây. À, bố ơi, mình nhớ được. Ok, chạy thôi, chạy chạy. Ôi, chết trời ơi.
Mình nghiện chó này thì sao ăn được. Trời ơi, tha cho em đi. Chỉ vì một câu nói mà đã sấp mặt này rồi. Cạn lời. Tha em anh ơi. Tha em. Tha em. Tha. Để mở gì? À thế. Không, cầu quá nào. Có nhặt cọc rồng vậy. Xin nhá. Bây giờ mình sẽ cài lỗ vào. Ok. Huýt vào. Ok. Bây giờ mình sẽ huýt lên này. Thì mà mình. Đây mà mình có bố mày xin nhá. Bố xin nhá mày. Mấy em trai. Cần Safari đi mở chứ. Này này thì nào xem đẹp nào hơn. À chơi anh à. Chơi đâu chơi chơi chơi. Chạy 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 chạy. Chạy 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 chạy. Đi mở nó chỉ có một trường chói thôi. Cái thế. Mình khó chịu bắt khó chịu mấy mấy thằng server nhá. Thôi kệ đi, mình sẽ tìm một viên khác, tại mấy viên này mình ghét đâu. Mình sẽ qua làng Kakalot, à, qua làng Mori. Ba sao, ok. Thì đây. Ôi giời, sao đấy? Xin nha. Xin nha. Đừng có đùa với anh nhá. Giết đại anh đi. Này, này thì giết đại anh. Chú mày khỏe. Cắt vậy. Gì đây? Gắt thế. Chẳng đi mở này. Chói vào. Thế mà đéo chói. Chết chết hay lắm. Tái đạo lên này. Ok. Thì đã xong. Bây giờ nó chỉ việc dịch chuyển tức thời đấy là mình chuyển luôn. Ok, clip chôn hôm nay cũng thành rồi.